Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cảm hứng vô tận, có sức lan tỏa mãnh liệt trong sáng tác văn học nghệ thuật. Nghĩ về Bác, nhớ về Bác, trong trái tim mỗi người dân Việt Nam luôn dành sự tôn kính, tình yêu thương, ngưỡng mộ và lòng biết ơn vô bờ bến đối với người. Cùng với văn nghệ sĩ trong cả nước, giới văn nghệ sĩ miền Nam đã đóng góp những tác phẩm sớm nhất, có sức lay động lòng người nhất về Bác Hồ kính yêu. Bộ phim tài liệu Hồ Chí Minh cội nguồn cảm hứng sáng tạo thể hiện những tình cảm, suy nghĩ của văn nghệ sĩ miền Nam đối với Bác. Phim sẽ phát sóng vào 16:30 các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Tập 1 bắt đầu từ 13 tháng 5 trên kênh VTV1.